Hello các chị em, một tuần trôi qua nhanh quá. Nghỉ ngơi nốt hôm nay là ngày mai chúng ta đã quay trở lại với nguồn công việc rồi. Cuối tuần bận rộn vui chơi cả ngày rồi thì tới giờ phải chống tới cổ cho bản thân ngay thôi. Cùng Tấn Lên Thế Nào bắt đầu chương trình nhé. Cùng đến với những thông tin thời tiết đầu tiên trong ngày hôm nay. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên ngày và đêm nay 31 tháng 7, khu vực Việt Bắc, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa và dông, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 50 mm, có nơi trên 70 mm. Có nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Hà Nội hôm nay trời nhiều mây, nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Dự báo mưa dông ở miền Bắc và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An kéo dài đến hết ngày mai mùng 1 tháng 8. Từ ngày mùng 2 tháng 8, khu vực này trời nắng, có nắng nóng cục bộ. Các tỉnh Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế hôm nay trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất là 31 đến 34 độ. Phía Nam có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên ngày có mưa rào và dông vài nơi, nắng gián đoạn. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Chuyển sang những thông tin tiếp theo. Tuần qua, giá bình quân thành phẩm thế giới đi xuống nên ở kỳ điều hành ngày mai, mỗi lít xăng dầu trong nước có thể giảm từ 300 đến 500 nghìn đồng. Theo dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 26 tháng 7, bình quân một thùng xăng RON 92 có giá 108 USD, xăng RON 95 ở mức 111 USD. Mức này giảm khoảng 4 đến 5% so với kỳ điều chỉnh trước đó. Còn giá dầu có lúc giảm về mức 123 USD trên một thùng. Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối xăng dầu ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai phiên gần đây, giá xăng thế giới quay đầu tăng nhưng giá nhập bình quân cho chu kỳ này vẫn được tính là giảm so với trước đó. Giá xăng có thể hạ từ 300 đến 500 nghìn đồng một lít, còn dầu giảm từ 600 đến 800 đồng. Thị này dự báo cho kỳ điều hành ngày mai mùng 1 tháng 8. Tại thị trường thế giới, tuần qua giá dầu đi xuống do Mỹ tuyên bố sẽ bán thêm 20 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược. Tuy nhiên thì hai phiên gần đây giá tăng trở lại do lo ngại về suy thoái toàn cầu, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Giá xăng dầu bán lẻ trong nước đã có 3 đợt giảm liên tiếp từ đầu tháng 7, đưa mặt hàng này về ngang mức giá hồi tháng 2. Bộ Công Thương dự báo giá thành phẩm thế giới vẫn cao nên giá xăng 2 tháng tới có thể quanh 31.000 đồng và quý 4 mới có thể giảm về 24.000 đồng một lít. Thông tin tiếp theo, theo SA People News, vụ việc 8 người mẫu bị cưỡng hiếp khi đang quay MV ở ngoại ô Kugelhof, một thị trấn nhỏ phía tây Johannesburg ngày 28 tháng 7, gây rúng động dư luận. Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Berkisele, Bộ trưởng An toàn và An ninh Nam Phi, chỉ đạo cơ quan, ban ngành vào cuộc điều tra và bắt giữ các nghi phạm. Bring Brenda Prodidi, người phát ngôn của Sở Cảnh sát Gauteng cho biết đã bắt giữ 65 nghi phạm vi phạm đạo luật nhập cư, trong đó một nghi phạm phải nhập viện sau khi tìm cách chống trả bằng súng. Hai nghi phạm trong số 65 người nói trên đã chống cự lại cảnh sát bằng súng và bị bắn chết. Hai khẩu súng không có giấy phép, chất nổ và những dụng cụ gây án được lực lượng cảnh sát thu hồi. Ông Prodidi cho biết, nói thêm về vụ việc, Bộ trưởng An toàn và An ninh Nam Phi Berkisele chia sẻ một nhóm khoảng 22 người, gồm 12 nữ và 10 nam, tham gia vào quá trình sản xuất MV ở ngoại ô Krugerdorp. Đến chiều tối, họ bị tấn công bởi 10 người đàn ông có vũ trang. Ông Berkisele cho biết nhóm nạn nhân đã cố gắng bỏ chạy nhưng bị đối tượng dùng súng đe dọa. Các nghi phạm đã cưỡng hiếp 8 phụ nữ trong bụi rậm. Những phụ nữ này trong độ tuổi từ 18 đến 35. Sau đó các nghi phạm lấy toàn bộ đồ đạc, giày dép của nạn nhân. Ông Berkisele nói rằng 9 trong số những người tham gia quay video và bị cướp là công dân Nigeria. Để truy bắt các đối tượng còn lại, Sở Cảnh sát tỉnh Gauteng đã huy động cả đội máy bay không người lái hỗ trợ. Các đơn vị như tình báo tội phạm, lực lượng đặc nhiệm, đội phản ứng chiến thuật, tuần tra đường cao tốc cũng vào cuộc phối hợp để điều tra vụ việc. Showbiz Việt trong thời gian này liên tục đón nhận những tin vui và trên trang cá nhân mới đây, Á hậu Mùa Thủy khiến công chúng vô cùng bất ngờ khi đăng tải hình ảnh nhận lời cầu hôn từ bạn trai. Á hậu Mùa Thủy chia sẻ, ai bảo em không có chồng, giờ đây đã có, đừng hòng mà ganh. Bên dưới bài đăng, Mùa Thủy cũng đăng tải hình ảnh nhận nhẫn từ bạn trai kèm dòng viết, Yes I do, danh tính người bạn trai này của Mùa Thủy vẫn chưa được tiết lộ. Bài đăng của Mùa Thủy nhận được vô số lời chúc mừng từ chị em thân thiết như Võ Hoàng Yến, Tuyết Lan, Kim Duyên, Ái Phương, Ngọc Hân. Tiếp theo là những thông tin khác. Theo nguồn tin của Bestix, lý do Chris Rock không muốn nhận lời xin lỗi của Will Smith sau sự cố tại Oscar là nó quá thiếu chân thành và muộn màng. Will Smith không làm điều này vì sự tử tế của mình. Will nhận thấy anh ấy không còn nổi tiếng như trước, hậu quả của cú tát để lại quá lớn, nguồn tin nói. Ngoài ra, người này cho rằng tài tử Aladdin xin lỗi do anh nhận thấy cú tát đã gây tổn hại lâu dài cho sự nghiệp của mình. Gần đây, Will Smith gây chú ý truyền thông khi xuất hiện trong một video và nói rằng anh chìm trong sương mù sau khi tát Chris Rock tại lễ trao giải Oscar ngày 27 tháng 3. Đó là lý do anh không xin lỗi nam danh hài ngay tại sự kiện. Sau khi vụ việc xảy ra, Will Smith chủ động liên hệ nhưng không được Chris Rock chấp nhận.
Ngoài ra, Will Smith nói rằng việc làm khán giả thất vọng khiến anh bị sa chấn tâm lý. Nam diễn viên ghét việc làm người khác thất vọng về mình và đau đớn khi làm mất hình tượng của anh trong lòng khán giả. Trước đó, Chris Rock nhiều lần nói về cú tát của Will Smith tại các buổi diễn khắp thế giới. Tại buổi diễn độc thoại vào tuần trước ở New York, danh hài nói tôi phải rũ bỏ điều đó để đi làm vào hôm sau. Bất kỳ ai diễn hài và có lời nói tổn thương đều chưa bao giờ bị tát vào mặt. Chuyển sang những thông tin cuối cùng của ngày hôm nay. Trong cuộc phỏng vấn với Yahoo, Katie Holmes cho biết con gái đã thu âm bài Blue Moon và được sử dụng trong đoạn mở đầu phim. Bài hát chứa đựng tình cảm của hai mẹ con. Cô lấy ý tưởng từ phần thể hiện Blue Moon của minh tinh Diana Keaton trong bộ phim And So It's Gone năm 2014. Suri từng được gặp Keaton hồi 1 tuổi. Katie Holmes nói, tôi luôn muốn con phát huy tài năng. Vì vậy tôi đã hỏi Suri về bộ phim. Con bé nói có thể làm được và thu âm ca khúc đó. Tôi đã để con bé làm việc. Alone Together không phải phim đầu tiên Suri thể hiện giọng hát. Trước đó, cô bé góp giọng trong Rest of Jack, phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết Carly Tiesaro mà Holmes làm đạo diễn, dự kiến ra mắt cuối năm nay. Tuy nhiên, Holmes nói rằng trọng tâm của Suri không phải là ca hát mà là học tập. Ở tuổi 16, Suri Cruz tận hưởng cuộc sống bình thường bên mẹ và bạn bè. Suri không sử dụng mạng xã hội, thi thoảng tham dự sự kiện cùng mẹ nhưng không xuất hiện trên thảm đỏ. Katie Holmes nuôi dạy con theo phương châm tự do. Suri là con gái của Katie Holmes và Tom Cruise. Sau khi ly hôn năm 2012, Katie đưa con gái tránh xa truyền thông, giúp Suri có cuộc sống bình thường với bạn bè cùng trang lứa. Ngôi sao nhiệm vụ bất khả thi từ chối quyền thăm nom Suri. Theo US Weekly, Tom được phép gặp con gái 10 ngày một tháng, nhưng nhiều năm không thực hiện quyền lợi vì con không cùng giáo phái. Tuy nhiên, tài tử thường xuyên gặp hai con Connor và James, được anh nhận nuôi cùng vợ cũ, minh tinh Nicola Kidman. Chúng ta đang sống trong giai đoạn của nhiều dịch bệnh khác nhau. Khi Covid-19 đang có dấu hiệu tăng trở lại thì cúm ma, sốt xuất huyết cũng đang có xu hướng tăng mạnh bất thường. Chưa kể bệnh đậu mùa khỉ cũng đang mon men khắp nơi, được Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo là tình trạng khẩn cấp toàn cầu. Trước nguy cơ bùng phát nhiều dịch bệnh nguy hiểm, việc tăng đề kháng luôn là quan trọng nhất. Vậy chúng ta cần làm gì, ăn gì để tăng đề kháng chống chọi lại mọi bệnh tật nhỉ? Để sống khỏe mọi ngày hôm nay gợi ý nhé. Top 5 thực phẩm tăng đề kháng tốt nhất trong mùa nhiều dịch, càng ăn càng khỏe. 1. Súp lơ. Không tìm đâu ra một loại thực phẩm nào chứa nhiều cùng lúc vitamin A, vitamin C, vitamin E như súp lơ. Chúng giúp tăng sản xuất bạch cầu, tăng tính phản ứng của kháng thể. Không những thế, ăn súp lơ đều đặn còn giúp điều chỉnh và hỗ trợ chức năng hệ thống miễn dịch. 2. Tỏi. Tỏi có những chất làm tăng cường sản xuất tế bào lympho T chống lại virus. Nó cũng giữ cho hệ thống miễn dịch hoạt động ở mức tối đa. Do đó, ăn tỏi chính là một cách giúp bạn tăng sức đề kháng. Bạn có thể ăn tỏi bằng cách sử dụng vào các món xào nấu phù hợp, hoặc bạn có thể sử dụng để pha nước chấm ăn kèm. Không ít người cũng có khả năng nhai tỏi sống. Tất cả đều là những cách nạp chất tăng đề kháng cực tốt cho cơ thể. 3. Sữa chua. Các vi khuẩn có lợi cho hệ tiêu hóa trong sữa chua, giúp kích thích hệ miễn dịch hoạt động tối ưu. Ngoài ra thì lượng vitamin D dồi dào trong sữa chua còn giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch, tăng khả năng phản ứng của cơ thể đối với virus. Do đó là bạn sẽ được tăng cường sức khỏe, sẵn sàng chống chọi với nhiều virus, vi khuẩn gây bệnh đang đầy rẫy xung quanh. 4. Trà xanh. Trà xanh có chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp tăng cường chức năng của hệ thống miễn dịch. Nó cũng chứa những axit amin hỗ trợ sản xuất các chất chống virus có trong tế bào lympho T của bạn. Điều này khiến trà xanh trở thành loại trà tốt nhất để tăng đề kháng. 5. Động vật có vỏ. Tế bào miễn dịch của bạn cần kẽm để hoạt động như mong muốn. Trong khi đó, kẽm lại có rất nhiều trong những loại động vật có vỏ như là hàu, tôm, cua. Thường xuyên ăn những món này sẽ giúp bạn bổ sung nguồn kẽm dồi dào, tăng sức đề kháng hiệu quả. Tránh dùng 3 nhóm thực phẩm làm suy yếu hệ miễn dịch. 1. Nội tạng động vật, óc. Nhiều người rất thích ăn nội tạng động vật như lòng lợn, tim, gan lợn, óc lợn. Nhưng những thực phẩm này có lượng cholesterol cao, không hề tốt cho sức khỏe. Thậm chí chúng còn khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, khó chịu hơn. 2. Thực phẩm có nhiều muối. Những loại thực phẩm có nhiều muối như xúc xích, đồ hộp, đồ khô, dưa quả muối khiến bạn nạp nhiều muối vào cơ thể. Khi cơ thể đang sẵn yếu mệt, ăn thêm những món không hề tốt cho sức khỏe sẽ khiến bạn dễ mắc bệnh hơn. 3. Đồ uống có ga. Những loại đồ uống có ga khiến bạn có thể rơi vào tình trạng đầy bụng, đầy hơi, khó chịu. Chưa kể dùng nhiều trong thời gian nhất định cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường. Do đó tốt nhất nên tránh để có hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn. Bạn nên duy trì uống nước lọc ấm, uống nước từ trái cây, rau quả tươi như nước cam, quýt, nước dừa sẽ tăng đề kháng, sẵn sàng chống lại virus, vi khuẩn. Hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn sẽ giúp bạn chống chọi bệnh tật dễ dàng hơn nhiều. Và việc bổ sung những loại thực phẩm kể trên cũng như là tránh xa những loại thực phẩm làm suy yếu hệ miễn dịch thì chị em có thể yên tâm hơn trong việc phòng dịch bệnh nhé. Hãy luôn giữ cho mình một sức khỏe thật tốt và tràn đầy năng lượng nha quý vị. Nhớ đón xem chương trình vào khung giờ này ngày mai nha. Xin chào.